Lô, xin chào ông. Video phỏng vấn, nhưng mà background đầu tiên đó là ở nhà tôi. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái cuộc đi quay giữa Most Wanted của Azaro và Dust của The Good Collection. Và người vừa đi ngang qua màn hình đây chính là chủ tịch nóc nhà, và cũng sẽ là người cầm camera trong cái cuộc đi phỏng vấn lần này. Và chúng ta hãy cùng nhau xem ai là người chiến thắng. Comment dự đoán ở phía dưới để chúng mình cùng nhau bắt đầu thôi. Lên đồ. Bây giờ thì 22:43 buổi tối rồi, rất lạnh để phù hợp đi quay. Ôi là là. Các bạn ạ, tôi đang ở trên phố đi bộ rồi. Tại vì đúng là tôi phải quay cả đoạn đi đường cơ, cho nó vui, video nó dài. Nhưng mà tại vì nóc nhà tôi chưa quen, thế nên là tôi chỉ quay đoạn này thôi. Ôi là là. Quay ra phố, ra phường. Hai bạn nữ đang chụp ảnh. Mình đang có một cái kênh YouTube là về nước hoa cho nam ấy. Mình muốn xin cảm nhận các bạn nữ xem là nếu mà các bạn ngửi thì các bạn lại thích mùi hương nào hơn nữa. Cho mình quay nhờ một tí nhá. Cả hai bạn đi cho đỡ ngại, đứng chung với nhau đỡ ngại. Có bị tối không? Nhưng mà tối bật đèn lên. Không sao, ôi, chụp ảnh suốt từ nãy đến giờ thấy tạo dáng chuyên nghiệp. Không sao đâu mà, cứ nhìn vào mình nói được, còn cứ kệ camera. Mình đang có hai cái mùi hương dành cho nam ở đây. Mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi. Thì các bạn có thể ngửi thử xem, các bạn cầm cái tờ giấy đấy, ở đầu giấy đấy. Mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi. Thì các bạn ngửi xong rồi các bạn đổi với nhau xem là nếu mà có một bạn nam thì các bạn sẽ thích cái mùi hương nào hơn. Hai người đổi với nhau hộ, ngửi thử xem thì mình sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn. Mình thích mùi này hơn. À, là có sự khác nhau rồi. Cho mình hỏi trước nha, lý do vì sao mà bạn thích mùi hương này hơn? Mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, với cả nó có hơi mùi gỗ một chút. À, là nó kiểu nam tính hơn ấy hả? Ừ. Cái mùi hương này thì làm sao mà bạn lại không... Mình cảm giác như là nó hơi bị ngọt ngào một chút. À, thế. Thế không bạn? Mình thì lại thấy cái mùi hương này nó ngọt hơn. Mình người cảm nhận biết ạ. Có cần ngửi lại không? Ngửi lại thử xem. Cầm cả hai tờ ngửi lại cho nó chắc. Đúng thế mà. Cái này à, cho mình xem. À rồi, chai này là chai M. Đây là chai mà bạn thích. Còn đây là chai bạn thích. Rồi mình cảm ơn nhé. Thế đó là đơn giản. Cảm ơn hai bạn. Mình đang có hai cái mùi nam ở đây. Và mình đã xịt ra giấy rồi. Bạn đứng ở đây cho nó sáng đi. Thì mình muốn bạn ngửi. Được chưa? Mình muốn bạn ngửi thử xem là với cái hai cái mùi này thì bạn sẽ thích cái mùi hương nào hơn. Mình đang xịt ở cái đầu ấy luôn. Đây, bạn cứ ngửi mùi đi. Xem là với một bạn nam thì bạn sẽ thích cái mùi hương nào hơn. Trên góc độ là một bạn nữ. Mình sẽ thích mùi này hơn. Lý do vì sao bạn thích mùi hương này? Mình sẽ cảm thấy là đây là một chàng trai ấm áp, biết quan tâm và sống thiên về cảm xúc hơn. Cái này nó hơi bị business, là mùi vị kinh doanh quá ấy. Thế á? Kiểu như là sẽ một chàng trai đeo đồng hồ đi xe sang đó, đi chấp gái kiểu bị sang trọng gái ở các quán bar ấy. À. Cái này nó sẽ ấm áp hơn, gần gũi hơn, thân thiện hơn. Rồi. À, đây là chữ M. Đây là chai mà bạn thích. Đây là chai Azaro Most Wanted. Rồi mình cảm ơn bạn nhé. Rồi, cảm ơn. Xinh mà. Yên tâm, lên kênh sẽ rất là xinh. Đứng bên nào cũng được mà. Bên này cho nó có sáng, nó đẹp mặt. Em phải khoe cái này vừa đi xong. À, cái gì đấy? À, Sơn Tùng luôn. Vừa đi xem về anh ạ. À. Mình đang có hai cái mùi hương này cho nam ở đây. Thì mình đã xịt ra cái tờ giấy rồi. Mình muốn các bạn, mỗi bạn cầm một tờ, các bạn ngửi xem là các bạn sẽ thích mùi hương nào hơn nhá. Ví dụ kiểu gặp một bạn nam mà xịt một trong hai mùi hương này thì các bạn sẽ thích mùi hương nào hơn. Đầu bên này, ở đầu bên này. Đâu ta là cái đầu này?
trước ạ. Cứ ngửi đi xong rồi đổi với nhau cũng được. Xem mà mình sẽ thích cái mùi hương nào hơn. Anh xịt lại đi. Có cần xịt lại không? Có, em thấy nó bay mùi quá rồi. Từ anh xem chỗ này là chữ gì ạ? Chữ M. Tại vì sợ nó hơi nồng ban đầu ấy. Vì cái mùi đấy anh xịt cũng tầm nửa tiếng rồi. Anh cho cái này đi. Cho cái này đi, tao có ngửi cái mùi gì đâu, để tao có cần xịt lại không? Phải đậm đà lên nó mới thơm. Rồi ok. Em ngửi trước đi tí em đừng phân biệt cho dễ. Ừ. Rồi ok. Nào, hai bạn ngửi xem là mình cứ trả lời bình thường thôi. Anh đang bật mic rồi. Đổi đi xem, đổi cho nhau xem. Ngửi cho nó kỹ hơn. Xem bạn bây giờ nếu mà gặp một bạn nam vào mùa đông mà lần đầu tiên thì mình sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn? Em ấn tượng với mùi này hơn. Lại ngược nhau rồi, thế này đến giờ toàn ngược nhau như thế thôi. Thì bây giờ cho anh biết là trước tiên là em là lý do vì sao em lại ấn tượng với mùi hương đấy. Mùi này nó quyến rũ hơn anh ạ. Thế còn mùi hương này? Mùi hương này thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn em thích cá tính hơn ạ. À, thích kiểu cá tính mạnh mẽ. Đúng ạ. Thế còn em? Hay là ngược gu lại? Vâng, ngược gu bạn này. Bạn này thì thích nhẹ nhàng hơn ạ. À, thế là hai người chơi với nhau là bổ sung với nhau là hợp lý đấy. Vâng, cho anh xem mùi hương này. Thấy bọn em là bên trông ăn mặc là cũng khác nhau rồi. Đúng rồi anh ạ. Thì bọn em cũng thế. Đây là chai mà bạn nữ thích là chai Azado Mung An Tật. Còn chai bạn còn em thích là chai Duck của The Good Collection này. Rồi, mình cảm ơn hai bạn nhá. Mình đang có hai cái mùi hương cho nam ở đây, mình đã xịt ra giấy rồi. Thì mình muốn bạn ngửi thử xem là bạn sẽ thích cái mùi hương nào hơn. Nếu mà kiểu gặp bạn nam lần đầu, kiểu hẹn hò, hay là kiểu gặp lần đầu mà với hai mùi hương này thì bạn sẽ thích mùi hương nào hơn? Mình thích mùi này. Mình chữ M này. Cái lý do vì sao bạn thích mùi hương này hơn? Mình thấy nó kiểu gì nhỉ? Nó nam tính hay là kiểu người ta hay... Nó nam tính nhưng mà mùi của nó... Bây giờ phải miêu tả thì khó miêu tả. Đưa ra hình ảnh một anh nào cũng được. Nó giống với lại kiểu... Nó cũng gần giống với kiểu mùi nước hoa bạn mình đang dùng. Nó kiểu... Cảm giác nó kiểu rất là ấm. Gần gũi, kiểu ấm áp hay là ngọt? Đấy, kiểu ấm áp, kiểu ngọt ngào ấy. À thế à? Thế còn mùi còn lại thì bạn thấy như nào? Mùi đấy thì kiểu nhìn ngửi thì thanh mát, không kiểu gì nhỉ? Không phải cu. Mình có tả nó ra, không phải như mình. À rồi, mình cảm ơn. Cái chai mà bạn thích là chai màu đen này, Azero Mung An Tật. Rồi, mình cảm ơn bạn nhé. Tôi lại cần tìm một người hoặc là một cặp nữa mà nhảy môn quan tật. Thế là xong. Tôi được đi về đi ngủ. Và các ông đã có lựa chọn cho mùa đông năm nay. Nhưng mà nhớ đâu mà hai người nữa mà lại chọn The Dust của The Good Collection thì cũng chả biết được. Thôi để tôi tìm cặp đôi nào đấy rồi tôi phỏng vấn cho anh em đã. Hôm nay hơi muộn rồi nên là hôm nay thứ 6 nữa, mọi người không đông còn thứ 7. Cho mình quay nhờ cả nhá. Đi cho bạn nữ. Bạn nữ. Có gì đâu, hai bạn đứng với nhau mà. Cái tên này bao lâu không anh? Một phút. Chưa đến 1 phút. Mình đang có hai cái mùi hương, mình đã xịt ra hai tờ giấy đây rồi. Dạ, vâng. Thì các bạn cầm giấy, các bạn ngửi. Ôi. Không sang không, chắc vẫn còn mùi đấy. À không, nó còn rất là nhiều đây. Mình muốn các bạn ngửi thử xem, các bạn đổi với nhau. Xem mà kiểu nếu mà đây là nước hoa dành cho nam. Các bạn ngửi thử xem là các bạn lại thích mùi hương nào hơn. Đừng tách nhau ra cho quan điểm của nó độc lập đúng không? Để cho nó thử tách mùi. Thế là mình sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn? Em chắc là mùi này. Em thì chắc là mùi này. em thích mùi ngọt hơn, cái mùi bên này em cảm giác kiểu nó ngọt. Thế là nó sẽ phù hợp. Đây là nước hoa cho nam nhá. Đúng, thì rồi. Mình sẽ kiểu mùa đông sắp tới lạnh như thế này thì kiểu mình sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn nếu mà kiểu lần đầu gặp. Anh ngửi ngược đầu ạ. Mùi đông thì chắc là mùi đông, bên này. Mùi đông chắc chắn sẽ là cái mùi đê này. Mùi bên này hả? Vâng, cái mùi này khi mà mặc kể cả mặc hoodie hay là đồ lông vào ấy mà nó ám hết cái đồ ấy thì cực kỳ hợp luôn. Kiểu cảm giác nó ấm áp đúng không? Ấm áp. Bạn nữ là cũng đồng ý với quan điểm của cái chữ D này. Nếu mà là cho nam thì em nghĩ cái này chắc hợp hơn bởi vì em thì thích mùi ngọt, em ngửi mùi thấy nó ngọt. À thế.
Rồi. Chắc là nam thì à, mùi chữ D đúng không? Rồi, mình cảm ơn hai bạn. Đây đây là chai nước hoa mà hai bạn lựa chọn. Ở chai này nó cũng rất là rẻ, nó chắc là tầm hơn 1 triệu một tí. Rồi, mình cảm ơn hai bạn nhé. Cảm ơn. Lại 4 đều rồi, tôi tưởng là tôi được đi về. Kia bạn nữ kia bạn chọn môn quan tập của Azaro. Thế xong rồi lúc sau đưa lại câu hỏi thì bạn ấy lại đổi ý, chọn Dust của The Good Collection. Thế là bây giờ bọn tôi chưa được về. Nhớ like video nhá, để có động lực đi quay video sau. Chỉ được cái đầu cho bạn cầm luôn. Xem mà kiểu nếu mà gặp nhau trong lần đầu một bạn nam và mùa đông thì mình sẽ ấn tượng mùi hương nào hơn. Hai người có thể đổi với nhau đi để xem là đánh giá kiểu lựa chọn sẽ dễ hơn. Lấy ý kiến của bạn nữ trước đi. Em thấy mùi này ổn hơn cái này. Cái lý do vì sao mà mình lại chọn mùi hương này mà không phải là lựa chọn kia? Em thấy mùi này cảm giác nó ngọt ngọt ấy. Nó ngọt ngọt đấy hả? Ừ. Thế còn mùi còn lại thì nó như thế nào? Mùi này mà hơi gắt. Hơi gắt. Vâng. Là một kiểu mùi này nó ngọt, nhẹ nhàng hơn. Nó sẽ ấn tượng hơn vào nếu mà kiểu gặp bạn nam lần đầu. Đúng không? À, thế còn mình sẽ lựa chọn mùi hương nào? Em cũng mùi như bạn nữ. Em cảm thấy mùi nó nhẹ hơn mùi kiểu hình nồng. À thế à? Vâng. Rồi mình cảm ơn nhé. Đây là chai mà các bạn hai bạn chọn là chai Azaro Mook Ngân Tực. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhé. Vâng. Rồi mình cảm ơn. Ok, và Mốt Quan Tật là người chiến thắng trong lựa chọn phỏng vấn những người lạ trên đường. Thực ra thì tôi đánh giá là con Dust này nó sẽ phù hợp với nhiều dịp hơn. Nhưng mà nếu như lần đầu thì Mốt Quan Tật đã có câu trả lời dành cho các bạn đúng không? Mốt Quan Tật cũng đã giành chiến thắng trong cái video đi phỏng vấn vào mùa đông năm ngoái giữa chai Mốt Quan Tật này và chai Jean-Paul Gaultier Uchamil. Và nếu như các bạn còn lăn tăn một cái gì nữa thì tôi không hiểu là anh em lăn tăn cái gì nữa khi mà lựa chọn đây là quá xuất sắc trong mùa đông. Nó cũng rất là hot rồi. Và nếu thấy video này hay và bổ ích hay là muốn quay phỏng vấn gì thêm thì bình luận ở phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Muộn lắm rồi. Bye bye.